Mừng sinh nhật tất cả mọi người. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Và giờ đây chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh, sẽ nghe họ giới thiệu về mình như thế nào. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Thí sinh đầu tiên, ngày còn nhỏ hay được mẹ bế phắt một cái mình đã có em trai, mới 20 đã thấy mình già hơn cả hai bà dì bên cạnh. Chúc mừng sinh nhật Tuyết Hương. Thí sinh thứ hai, nhỏ nói tôi không xinh bằng nó, bực mình mấy gã nam nhi mới thấy miêu nữ co giò chạy mất tiêu. Chúc mừng sinh nhật Kim Ngân. Thí sinh thứ ba, 18 tuổi đẹp trai da trắng, 20 tuổi da trắng đẹp trai, 23 tuổi da đẹp con trai trắng. Chúc mừng sinh nhật Chí Thành. Có lẽ là chúng ta vừa rất vui bởi vì những lời giới thiệu ngộ nghĩnh của thí sinh chúng ta. Vì đây chúng ta sẽ gặp họ và giao lưu với họ. Xin mời quý vị. Xin chào bạn Tuyết Hương. Xin chào. Bạn đang rất hồi hộp đúng không? Dạ đúng rồi, em vì bạn hơi căng thẳng. Dạ. Bạn đã bao giờ gặp trường hợp này chưa? Dạ chưa. Trong những lúc mà hồi hộp nhất, căng thẳng nhất thì bạn sẽ làm gì? Dạ em hít thở thật sâu. Hít thật sâu? Dạ. Và hôm nay bạn đến phim trường với những ai? Dạ em đến cùng với gia đình em ạ. Gia đình của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ cảm ơn. Cố gắng, 50 triệu đang chờ bạn. Dạ. Xin chào chị. Dạ xin chào anh Huyền Linh. Tôn nữ Mai Kim Ngân. Dạ. Tôn nữ Kim Ngân. Tôn nữ Mai Kim Ngân. Mai Kim Ngân. Dạ. Một cái tên hình như là tôn thừa tôn nữ là gốc Huế dòng tộc là... Dạ đúng rồi ạ. Em là người Huế nhưng mà bản thân thì cùng gia đình đi vào Nam đã khá là lâu. Tuy nhiên em lúc nào cũng nhớ về sông Hương nước Ngự, nắng lá, bài thơ. À, nói về Huế thì rất là nhiều ký ức mà có lẽ hình ảnh Huế luôn luôn đọng lại trong tâm trí tất cả những người Việt Nam chúng ta và cả thế giới nữa. Dạ. À, Huế rất là nhiều món ăn ngon như là bánh bột ngọt nè. Dạ. Rồi bánh bèo nè. Dạ. Bánh bò Huế nè. Dạ đúng rồi. Rồi nem Huế nè. Dạ, tất cả những món đó đều là những món khoái khẩu kêu. Khoái khẩu đúng không ạ? Dạ. Hôm nay bạn đến đây với những ai? Dạ, tại vì bản thân em ở tại Biên Hòa, Đồng Nai, lên đây thì khá xa. Và các bạn em thì học ở Thủ Đức. Nên đến trường quay này chỉ có một bạn, là bạn cấp 3 và cũng là bạn cùng xóm của em từ xưa tới giờ. Bạn cùng xóm, bạn cấp 3. Dạ. Rồi sau, còn bạn gì nữa? Sau này có thể là bạn ở cùng nhà. Và đó là người bạn thân nhất của bạn. Chúc bạn nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn anh Linh. Và chúc cho người bạn sắp sửa gần và ở chung nhà với bạn. Dạ. Nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh ạ. Xin chào chàng trai dễ thương. Chào Linh. Dạ. Có ai nói rằng bạn đẹp trai không? Dạ, rất là nhiều anh Việt. Rất là nhiều. Tôi cũng nói như vậy đó. Dạ. Bạn rất đẹp trai, rất dễ thương. Nhưng mà thật sự em chưa có bạn gái Quyền Linh là. Chưa hả? Dạ. Và bạn có hy vọng gì 50 triệu không? Nói chung là tới đây là em cũng rất là mong muốn là đạt được 50 triệu. Nhưng mà để coi chương trình trước mắt hay xem sao đã. À, xem sao không? Dạ. Nhưng tất cả mọi việc đều có thể. Dạ, đều có thể đạt được. Ừ. Bạn có biết bài triệu. Không thể và có thể của Phó Đức Phương không? Dạ, em có nghe nhưng mà em không có thuộc. Dạ, nếu chương trình cho phép thì tôi sẽ hát tặng bằng bài đó và dạ. Bạn nghĩ là bạn sẽ có thể nhận 50 triệu đồng. Dạ, đúng rồi anh Quyền Linh à. Hôm nay bạn đến phim trường với những ai? Dạ, em đến phim trường với đồng nghiệp của em và ba của em. Đồng nghiệp của bạn và ba dạ. Của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn Quyền Linh. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với chương trình Chúc mừng sinh nhật để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ trả lời câu hỏi bằng cách là đoán của khách mời chúng tôi. Nếu như thí sinh trả lời đúng, thí sinh sẽ nhận số điểm là âm 5 điểm. Và đầu tiên thì chương trình Chúc mừng sinh nhật sẽ tặng cho mỗi thí sinh, mỗi người âm 5 điểm.
Ở vòng 1 có 3 câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên bắt đầu. Quang Hà xin được chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Xin chào tất cả quý vị khán giả xem đài và xin được chào tất cả các bạn thí sinh. Xin chúc tất cả các bạn thí sinh và tất cả quý vị một buổi tối thật là vui và hạnh phúc. Và bây giờ thì xin được một câu hỏi rất nhỏ đến tất cả các bạn. Đố các bạn, năm nay Quang Hà bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Quang Hà, một người rất con nhưng mà giọng hát đầy nội lực. Và giọng hát của anh cũng được rất là nhiều người yêu mến. Các bạn đón xem Quang Hà năm nay bao nhiêu tuổi? Xin mời quý vị. 28. Bao nhiêu ạ? 26. 26, còn bạn? 27. Còn tới đây bao nhiêu? 24. Rất là nhiều con số, 22, 24, 26. Còn bên kia? 27, 30. 29. Xin mời các bạn, 26. Tuyết Khương 26. Tôn nữ Mai Kim Ngân 27. Chí Thành 26. Để xem con số 26, 27 số nào chính xác. Xin mời ca sĩ Quang Hà. Thưa quý vị, trên tay Quang Hà đang cầm là album mới nhất của Quang Hà với tên gọi Khúc Thủy Du. Quang Hà biết rằng bây giờ quý vị đang rất hồi hộp để chờ câu trả lời của Quang Hà. Năm nay Quang Hà 27 tuổi. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Bắt đầu. Oh Mickey, em yêu thương, em luôn luôn đang nghe trong tay. Hey Mickey. Hey Mickey. Từ Minh Nhi xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với game show Chúc Mừng Sinh Nhật. Ngày hôm nay Từ Minh Nhi rất vui vì được có mặt trong chương trình này và xin chúc các bạn thí sinh đạt được chiến thắng trong buổi chơi ngày hôm nay nha. Bây giờ là một câu hỏi rất là đơn giản dành cho các bạn. Đó là các bạn hãy thử đoán xem Từ Minh Nhi bao nhiêu tuổi? Ca sĩ trẻ Từ Minh Hy. Ca sĩ này rất hợp với những loại nhạc rock. Khi Từ Minh Hy bước lên sân khấu thì một cái sức nóng dữ dội và khi bạn thể hiện những ca khúc thì tôi nghĩ rằng tất cả ai cũng thích. Chúng ta sẽ đoán xem Từ Minh Hy bao nhiêu tuổi. Xin mời quý vị, bao nhiêu? 21, 22, 24, 20, 22. Bên kia bao nhiêu? 25. Rất nhiều ý kiến. Giờ đây thì ba thí sinh sẽ tổng hợp lại ý kiến khán giả và chúng ta đưa ra con số cho mình. Tôn nữ Mai Kim Ngân 23, Chí Thành 21 và Tuyết Phương 23. Chúng ta chờ xem nhé. Xin mời. Chuột xinh xắn này chính là đáp án mà Từ Minh Nhi gửi tới các bạn. 24 tuổi. Thì đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Xin chào chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Nghĩ xin chào tất cả quý vị khán giả và xin chào các bạn thí sinh đang tham gia chương trình. Và xin chúc cho các bạn có một ngày sinh nhật thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân. Kim Ngân. Sao bạn? Bạn căng thẳng quá vậy? Em hồi hộp. Hồi hộp? Có gì đâu hồi hộp. Bởi vì đơn giản thôi, bởi vì bạn sẽ có cơ hội nhận 50 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và bạn Chí Thành sẽ có người là nhận được số tiền thưởng là 3 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Và giờ đây thì cơ hội dành 50 triệu đồng đã thuộc về chị tôn nữ Mai Kim Ngân. Chúc mừng chị. Và chúng ta cùng nhau chúc mừng cho những người có sinh nhật trong tuần này. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em. Xin mời quý vị cùng nhau chúc mừng cho thí sinh tôn nữ Mai Kim Ngân đã đến vòng đặc biệt của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Chúc mừng bạn. Bây giờ thì tôn nữ Mai Kim Ngân sẽ quay 3 vòng quay. Cộng lại nếu bằng số tuổi của bạn, bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Dạ. Bạn 23 tuổi. Dạ. Vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay vào số 2 hoặc số 3 thì bạn sẽ nhận ngay giá trị giải thưởng là 1 triệu đồng. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên bắt đầu. Bạn sẽ nghĩ là con số nào? Dạ em nghĩ số 2, tại em thấy trên đây có 2 số 2. Số 2 hay số 3? Trên chiếc bánh sinh nhật có 2 số 2 và 2 số 3. Chúng ta có 4 cơ hội. Số 2 đây rồi. Số 2 rồi. Trời ơi. Tiếc quá. Dạ. Nếu như mạnh chút xíu nữa là được rồi đúng không? Dạ. Không vấn đề gì cả. May mắn vẫn còn ở phía trước. Và giờ đây vòng thứ 2, nếu như dừng lại số 2 hoặc số 3, bạn vẫn nhận được 1 triệu, đồng. Dạ. Chúc bạn may mắn. Cảm ơn. Lần quay thứ 2, bắt đầu. Lần này thì bạn quay mạnh hơn chút xíu. Dạ. Không à?
Mạnh hơn hy vọng là nó sẽ nằm ở số 2 hay số 3. Chiếc bánh sinh nhật đã từ từ dừng lại. Và đâu đó xuất hiện số 3 và số 2. Số 3. Số 3. Lại một lần nữa may mắn không đến với bạn. Dạ. Và may mắn sẽ đến ở lần thứ 3. Đúng không? Nhất dạ, quá ta. Em hy vọng vậy. Hy vọng là như vậy. Bây giờ thì đầu tiên bạn quay trúng số số 9. Tiếp theo là số 10. Số tuổi của bạn là 23. Dạ. 19, còn lại số 4. Trên vòng quay bây giờ thì còn một số 4. Một số 4. Chúng tôi sẽ tặng bạn thêm một thẻ may mắn. Và bạn sẽ đặt bất cứ vào ô số nào. Và nếu như chiếc kim dừng lại số 4 hoặc thẻ may mắn, bạn sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Và chúng tôi sẽ tặng thêm bạn một thẻ may mắn nữa. Bạn vẫn đặt vào ô số nào đó và giá trị giải thưởng còn 30 triệu đồng. Nếu như bạn nói là ít cơ hội quá, dạ, bạn sẽ lấy thêm thẻ may mắn nữa thì giá trị giải thưởng còn lại 10 triệu đồng. Và còn hai thẻ may mắn bạn nhận luôn thì rất dễ, ô nào cũng được, đặt bất cứ ô nào được thì bạn cũng nhận được những tràng pháo tay. Dạ. À, bạn muốn bao nhiêu ạ? Dạ, tại vì hôm nay có thử quay hai vòng quay trước thì em thấy có vẻ như không may mắn với mấy vòng quay, cho nên cho em xin bốc quà. Xin bốc quà? Dạ. À, luật chơi của chúc mừng sinh nhật vẫn còn một cơ hội, tức là nếu như không quay thì chúng ta sẽ bốc quà. Dạ. Ở phần quà thì có 3 phần. Một phần là 1 triệu đồng, một phần là 10 triệu và một phần là một tràng pháo tay.